Hello, xin chào cả nhà nha. Đây là ca môi mà bạn học viên của mình mới vừa phun xong các bạn hang. Đây mình quay cho cả nhà chúng ta xem nha. Nó hơi nề tê một chút xíu nha cả nhà. Đây. Rồi mình quay cho các bạn chúng ta xem đây. Cười lên đi chị, cười lên khép lại cười lên. Đó, okay, để em lấy vành môi. Đây các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem ha, rất là no mực cho các bạn. Và học viên của mình đi xuống đúng tầng da ha. Rất là no mực luôn. Mình quay cho cả nhà chúng ta xem. Đây các bạn ơi. Rồi cười ra cho em chị cười đi, em chú ý lấy cái bàn. Đúng rồi, đó rất đẹp rồi, cười ok đi, em đang quay. Rồi rất là dễ thương nha các bạn. Cười chẹt môi ra hơi nữa. Ấn rồi ok. Đây mình quay cho các bạn xem cái nhân trung nha, rất đẹp nha. Học viên mình ấy cái nhân trung, vẽ cái nhân trung rất là đẹp luôn. Đây các bạn. Cứ cười nha. Giờ nhiệm vụ là chẹt môi nằm cười vậy thôi đó. Giờ còn là vậy thôi đó. Đây mình quay cho các bạn chúng ta xem rất là đẹp nha cả nhà. Ok. Mình đang quay đây các bạn ơi, mình quay phía trên đỉnh môi nha. Đây. Rất là đẹp. Ok đây. Rồi mình quay tác phẩm của học viên mình để cho các bạn chúng ta xem ha, để mình đi vòng qua bên đây mình quay tiếp tục ha. Mình quay tiếp tục mấy bên đây. Đây các bạn. Mình quay tiếp tục bên đây cho cả nhà chúng ta xem ha, rồi cười chẹt môi lên cho chị ha. Chẹt môi rồi ok đúng rồi. Rồi hơi hở môi nhẹ đi, hơi hở nhẹ thôi. Hở nhẹ tí xíu nữa nha. Ok rồi được rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha, cả nhà ơi. Đó. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.